Em xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với clip mới của em nhá. Thì mọi người ơi, hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một số loại cây mà mình để ở trong nhà đẹp này và có thể rất là dễ chăm sóc cho mọi người luôn ạ. Vâng, thì em xin giới thiệu với mọi người một số loại cây mà mình để trong nhà vừa dễ chăm sóc và nó còn rất là đẹp khi mà mình trang trí nhà nữa đó. Thì đấy, ngày nay mọi người biết là đời sống ngày càng phát triển nên là cây cảnh là một sự lựa chọn rất là tốt cho gia đình của chúng ta vì không gian xanh mát đó. Và cây xanh này thì được trồng ở không gian mà không chỉ giúp cho không gian của ngôi nhà của mình trong lành này mà còn mang lại ý nghĩa phong thủy nữa nhá. Để biết loại cây nào mà phù hợp với gia đình thì chúng ta hãy cùng tham khảo cái clip này nhá mọi người. Em sẽ giới thiệu cho mọi người một số loại cây mà nó rất là phù hợp với chúng ta luôn. Đó, thứ nhất là em xin giới thiệu với mọi người về cây lưỡi hổ nhá. Đây mọi người ơi, đó em đang có hai loại chậu, đó là chậu màu đen và chậu màu trắng cây lưỡi hổ mọi người ạ. Đó, thì như mọi người đã biết là các loại cây cảnh thì mà mình để ở trong nhà ấy thì nó sẽ là các loại cây kiểu ưa bóng mát này, và những loại cây này thường dễ trồng và dễ rất là thích nghi với cả với điều kiện sống và không có ánh nắng như thế này này, nó rất là dễ phát triển đó. Thì nên là sự lựa chọn những loại cây tốt và khỏe thì cũng là một cái tác dụng mà có thể là lọc không khí nữa này, và nó còn mang lại cái thẩm mỹ cho gia đình, cho cái không gian của mình nữa. Nó chúng ta có thể để ở bất kỳ nơi đâu, thường thì sẽ được đặt là ở phòng khách này, hay là ban công, cửa sổ, bàn làm việc, hay là mình để ở trong nhà bếp cũng được mọi người ạ. Đó. Thì bên cạnh đó thì sẽ có những cái loại cây mà nó ưa nắng, và loại này thì bạn nên tham khảo như là một số loại cây mà mình sắp ra giới thiệu với mọi người đây. Đó. Thứ nhất thì mình sẽ giới thiệu với mọi người là một loại cây đó, cây lưỡi hổ mọi người ơi. Đây là cây lưỡi hổ nha. Cây lưỡi hổ này thì hay còn gọi là cây vĩ hổ hay là lưỡi cọp đó mọi người. Tại vì cái tên lưỡi hổ này thì có hình dáng là dẹt như thế này, mọng nước và có ngoại hình hơi sắc nhọn, tạo cho cái thân hình của nó rất là mềm và không gây nguy hiểm gì. Trong phong thủy thì loại cây này có tác dụng trong việc là trừ tà nè, xua đuổi ma quỷ, và loại cây này mang đến rất là nhiều may mắn, ý chí tiến lên, và có thể nó là một biểu trưng cho cái sự uy quyền và danh gia vọng tộc đấy mọi người. Ngoài ra thì cây lưỡi hổ này mang trên mình cái vẻ đẹp kiêu sa, và nó rất là phong, nó là ý nghĩa phong thủy rất là cao cho gia chủ nhé mọi người. Ngoài ra thì cây lưỡi hổ này còn có công dụng trong y học, điều trị các bệnh hen suyễn này và các loại bệnh về đường tiêu hóa nhé mọi người ơi, và giảm căng thẳng mệt mỏi cho chúng ta, đào thải các cái khí độc không khí này và tạo giấc ngủ ngon cho mọi người nữa. Đây là một loại cây ưa mát và phát triển mạnh ở trong nhà, nên là những nơi mà có bóng râm thì nhưng là trong nhà thì mình để cái cây này rất là hợp lý nha mọi người. Cây lưỡi hổ này thì có khả năng là lọc không khí này, trang trí nhà cửa và xua đuổi tà ma, và nó có một số tác dụng trong y học nữa. Thì mọi người chú ý là cây lưỡi hổ này là cây lưỡi hổ Thái. Đây, ta màu xanh, viền màu vàng nha mọi người. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh vậy, mình để bàn ở để ở trong nhà rất là hợp lý luôn ấy. Thì bên em đang có hai chậu đây, một chậu màu xanh và một chậu màu trắng như thế này. Đó, mọi người có thể lựa chọn đó. Rất là đẹp đó mọi người ơi, mình để ở trong nhà tắm, để ở trong phòng khách này, để ở bàn làm việc, phòng ngủ hay là nhà bếp, ban công, chỗ nào mà mình thấy là có chỗ trống thì mình có thể để cây này rất là hợp lý luôn. Thứ hai đó là cây vạn lộc. Cây vạn lộc nhá mọi người.
Thì cây vạn lộc này thì hay gọi, người ta còn hay gọi là cây thiên phú. Ồ dồi ôi, cây vạn lộc này nó bóng khỏe mà nó đẹp lắm ý mọi người ơi. Đó mọi người, em nghĩ là mình nên sở hữu một cây này ở trong nhà đó mọi người ạ. Nó tô điểm cho cái ngôi nhà của mình rất là đẹp luôn. Đó, nó rất là dễ nhận dạng, là lá của nó sẽ hình bầu dục nhọn như thế này, nhọn ở phần đuôi, và nó có màu đỏ viền, màu xanh, thân của nó cũng màu xanh luôn. Đó, cái cây vạn lộc này là thân của nó là thân thảo nha mọi người, rất là ưa nước đó, rất là đẹp luôn ấy, nó bóng khỏe mà nó đẹp ơi là đẹp luôn đó. Thì loại cây này thì thuộc họ giấy nhá mọi người, và cây vạn lộc này thì có nguồn gốc từ Indonesia và Thái Lan, là phổ biến nhất rất là nhiều ở nước châu Á luôn đó. Loại cây này thì có phần lá dày, mép nó uốn lượn sóng và có kích thước nhỏ, màu sắc rất là bắt mắt này, màu đỏ này, ôi dồi ôi, nhìn nó rất là đẹp luôn ấy. Và trong phong thủy thì cây vạn lộc này mang đến cho mình rất là nhiều ý nghĩa phong thủy đặc biệt, như là nó mang ý nghĩa là phúc lộc này và sự may mắn cho gia đình của mình. Đặc biệt là cây này khi mà nó ra hoa nhé mọi người, một khi mà nó ra hoa thì sẽ là một cái điềm báo cho mình về sự tài lộc nảy nở, sinh sôi nảy nở, tài lộc cho gia đình của mình. Đây mình có một cây mà nó đã nở hoa rồi, đây mình mới cho mọi người. Đây mọi người, đây là cái cây mà nó đã nở hoa rồi, đây cho mọi người xem hoa của nó này. À, trời ơi mọi người ơi, hoa của nó rất là đẹp nha, cái bầu nó này xinh lắm ấy đó mọi người ơi. Em nghĩ là mọi người nên sở hữu cho gia đình của mình một loại cây như thế này, vừa trang trí cho cái không gian nhà của mình đẹp, mà nó còn có thể là không khí này, và vừa có thể tô điểm cho ngôi nhà của mình luôn đó. Và nó rất là dễ chăm sóc, đặc biệt là nó rất là dễ chăm chứ không phải là khó chăm mọi người ơi. Đó, thứ ba là mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một loại cây, đó là cây tuyết tùng. Tết tem, tết tem mọi người ơi, đây là cây tuyết tùng nha. Thì đây là cây tuyết tùng, nó rất là đẹp, giống như là cây tuyết tùng này thì họ nhà thông rồi, mọi người hiểu rõ về cái đấy rồi đúng không ạ? Thì cây tuyết tùng này là một loại thực vật mà có hình lá kim, tại vì lá của nó rất là nhỏ ấy, như kim luôn đấy mọi người ơi. Đấy, và cây tuyết tùng này có nguồn gốc từ vùng núi Himalaya và có ở của khu vực Địa Trung Hải, và loại cây này thì dùng để làm cảnh và nó có thể cao tầm 10, 15, 20 mét khi cây đã trưởng thành nhé mọi người. Còn cái cây mà mình đang cầm đây là cây mini, mình để bàn, mình trang trí nó rất là đẹp đó. Loại cây này thì có hình lá kim này và dài khoảng 5 đến 8 sen đó, và mọc theo tình hình sọc ống ống nhỉ, xoắn ốc như thế này, và thường có màu xanh đậm và hơi nhạt một tí, nó trắng trắng thế này, đó là cái phấn đó mọi người ơi. Cây tuyết tùng này thì mang ý nghĩa trường tồn bền bỉ với thời gian, vì cây này là một loại cây mà được sử dụng để làm quà tặng vào những cái dịp lễ quan trọng đó. Và trong phong thủy thì cây tuyết tùng này mang ý nghĩa xua đuổi tà vận khí xấu, và nó là một cái nơi trú ngụ của thần linh, giúp cho gia chủ được may mắn này và thuận lợi trong cuộc sống. Cây tuyết tùng này còn có rất là nhiều công dụng khác nữa, như là có thể là trong y học này, loại cây này có khả năng giải tỏa căng thẳng này, và nó có thể giảm stress hiệu quả nhá, và có cái tính sát khuẩn nữa, về kháng viêm cao, và nó có thể hỗ trợ các điều trị các bệnh như là về đường tiết niệu và viêm bàng quang nhá mọi người. Nó có rất là nhiều tác dụng luôn ấy về y học, và nó có thể xua đuổi tà ma này, vừa có thể lọc không khí cho ngôi nhà của mình mà nó còn rất là đẹp nữa mọi người ơi. Mình về trang trí nhà của mình, để ở bàn, để ở phòng làm việc nè, hay là để ở phòng khách đều rất là hợp lý nhá, đẹp lắm mọi người ơi. Đó,
Mọi người có thể tậu em nó về ngay lập tức luôn ấy mọi người ơi. Mình có để số điện thoại và địa chỉ ở chỗ cái tường này, mọi người có thể liên hệ ngay cho mình nhá. Và có rất là nhiều ưu đãi cho mọi người nếu mà mọi người mua combo, ví dụ như là một cây tuyết tùng hay là cộng với cả một cây lưỡi hổ như thế này thì nó rất là rẻ luôn ấy mọi người. Combo thì nó sẽ rẻ hơn đúng không ạ? Đó, và nó còn rất là nhiều ưu đãi này, nhiều quà tặng cho mọi người. Ví dụ như là mình sẽ khắc tên bắn laser, tên hay là một số cái hình ảnh hay là móc khóa gì đó mọi người ơi. Đó, bên mình có rất là nhiều quà tặng cho mọi người khi mua combo nhá mọi người ơi. Đó, mọi mong thì mọi người hãy ghé thăm showroom cây đời để có thể trải nghiệm và mua một số loại cây mà mình yêu thích. Đó, rất là đẹp nha.